Dương ơi, mấy lần cậu cứ nửa đùa nửa thật nói là anh Tùng phải coi trọng tớ ấy. Cậu thấy anh ấy có gì không ổn à? À không phải, chẳng qua là tôi thấy anh Tùng này mồm mép tép nhảy quá, mà cậu thì quá hiền, chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì. Kinh, cậu thì nhiều kinh nghiệm lắm à? Chỉ cho tớ một tí đi. À thì trong chuyện này cậu vẫn là cô giáo, còn tớ chỉ là người đi sau thôi ấy. Cậu yêu đương hôn hít rồi, chỉ cho tớ vài đường cơ bản đi. Cậu mà lại cần chỉ á? Cậu có mà chả hóa sói Này, cậu đang đánh trống lảng đúng không? ấy. Gì? Cậu với anh Tùng hôn nhau xong làm gì nữa? Đã ấy chưa? Cậu hâm à? Này, cậu đang ngại đấy nhá. Thế cậu có gì giấu tớ đúng không? Tại sao cậu phải giấu hổ? Cái gì? Hay cậu ấy là xì tai chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa quan hệ là chưa cam lòng à? Cậu bạo mồm quá nhở? Bảo chứ, cái gì cũng dám nói ấy. Gì mà tớ chẳng dám? Chứ làm tớ không dám. Có vụ gì mà đến tận đây rủ tớ đi ăn trưa thế? Gạ gẫm cô giáo đi vùng cao với tớ cuối tuần này. Chương trình gì đấy? Bọn tớ sẽ xây trường và tặng sách cho trẻ em miền núi. Hay thế. Tớ biết ngay là cậu sẽ thích mà. Nghe đã thấy háo hức rồi. Kế hoạch cậu có chưa? Tớ muốn quyên góp thêm một ít sách vở với cả quần áo cho bọn trẻ. Đúng là bạn của tôi. Đi ăn là tớ sẽ nói cậu nghe nhá. Ok. Bún đậu mắm tôm. Thôi, mùi lắm. Suốt ngày bún đậu. À, bún riêu đi. Ok. Này, tớ bảo. Sao cậu không rủ anh Lâm đi? Tự rủ anh Lâm đi làm gì? Tớ với người ta đã đâu vào đâu đâu lại rủ đi lên miền núi. Nhỡ tớ tiền dâm hậu sát thì sao? Sao cái gì cậu cũng dám nói thế? Gì mà chẳng dám nói, chỉ hèn không dám làm thôi. Anh Tùng với anh Lâm háo hức được đi lắm đấy. Cậu không rủ một lần lấy lệ được à? Lần này tớ đi thiện nguyện cho công việc của Silent là chính ấy. Bọn tớ sẽ tổ chức workshop để hướng dẫn cho trẻ em ở trên đấy làm quen với ngôn ngữ ký hiệu. Hai ông ấy có đi cùng thì cũng vui đấy. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Thì kiểu nhiều khi bối cảnh mà thơ mộng lãng mạn quá ấy lại thúc đẩy mối quan hệ đi nhanh hơn tốc độ bình thường. Nhiều khi tôi thấy cậu mâu thuẫn thật đấy. Nhưng mà có lúc cậu cũng... Cũng gì? Cậu lại định bảo tớ bên ngoài nông cạn, bên trong bảo thủ à? Ý tớ là cậu rất sâu sắc ấy. À, tớ sâu sắc á? Ừ. Thì một người vừa có hành động, vừa có chính kiến, lại đọc bao nhiêu sách từ lúc bé tí như cậu, làm sao mà nông cạn được. Người ơi, tớ mà là đàn ông tớ sẽ yêu cậu. Tớ sẽ làm thế cậu. Thôi 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 thôi, xin cậu đấy. Sao cậu cứ rót mật vào tai tớ như thế nhỉ? Cho tớ gấp nút quần áo đi. Chả mấy khi tớ được cô giáo Nguyệt khen sâu sắc, tớ phải vui lâu một tí chứ. Em nỡ lòng xa anh sao? Tớ đi thể dục nha.